tối qua ngày 15 tháng 11, xôn xao khi xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ sinh đi xe điện liên tục đánh võng trên đường, bên cạnh là một thanh niên đi xe máy cố gắng bám theo khiến nhiều người chú ý. Nữ sinh biến hình thành tổ lái sau khi cãi nhau với bạn trai. Theo thông tin từ người đăng tải đoạn clip, hai bạn trẻ nói trên được cho là một cặp đôi. Cả hai dường như đang có mâu thuẫn gì đó khiến nữ sinh vô cùng bực bội, nam thanh niên đi xe máy vừa đi vừa cố gắng thuyết phục bạn gái dừng lại nhưng vô hiệu. Bất ngờ, nữ sinh tăng tốc chạy vượt lên, điều khiển xe điện chạy đánh võng trên đường dường như để cho bỏ tức, mặc kệ bạn trai chạy kế bên cố gắng ngăn cản. Được một đoạn, do đánh võng hơi quá đà, chiếc xe điện của cô gái va lung vào xe máy của bạn trai rồi đổ kềnh, hất văng cô gái xuống đường. Ngay sau đó, nam thanh niên dừng xe lại để đỡ bạn gái dậy. Chưa rõ sự việc sau đó đi tới đâu và liệu tình cảm của đôi bạn có bền lâu sau tai nạn nhớ đời này. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên đã nhận về hàng chục nghìn lượt like cùng hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Vẫn quá mức khôn đây mà, hy vọng là không sao. Tài khoản ca. À, bình luận. Các bạn trẻ có giận dỗi thì ra quán trà sữa đóng cửa bảo nhau nhé, chứ biến thành tổ lái giữa đường thế này chỉ có thiệt thân, rồi làm hại cả người khác mất thôi, bạn tờ. Nguyễn bình luận. Đoạn clip hiện vẫn nhận nhiều chú ý trên.